bằng máy móc. Đấy, đó là rồng máy móc. Văng ra hai cây lưỡi hái gì đây? Đây coi, một cây là máy móc nè các bạn. Một cây là máy móc và một cây là của rồng gì đây? Rồng vàng. Wow. Hello và chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại đến với kênh của mình. Thì mình là Geocat và chào mừng các bạn đã đến với một cái video về Minecraft tiếp theo trên kênh của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái video về sở hữu. Đấy, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những cái vũ khí, những cái lưỡi hái của rồng đó các bạn. Lưỡi hái của vua rồng. Đấy, nhưng mà không phải là lưỡi hái của thằng chết đâu nha. Ok, trước khi xem video này được các bạn đừng quên ấn nút like và video này và đăng ký kênh của mình. Và nhớ là bấm vào cái chuông để nhận được những cái video mới nhất từ kênh mình nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hey yo, bây giờ mình đang trên đường đi và trở về tòa tháp này các bạn. Đấy, lần trước là mình đã sở hữu được những cái thanh kiếm rồng cực kỳ mạnh luôn nha. Và ngày hôm nay mình được những cái ông trưởng làng báo tin cho mình là phải quay về tòa tháp và chuẩn bị đi chiến đấu. Đấy, những cái con thằng chết, những cái tên thằng chết á, nó đã ăn cắp những cái cây lưỡi hái của rồng rồi. Đó, bây giờ mình phải lên đường lấy lại thôi các bạn. Đây, như các bạn cũng có thể thấy trên tòa tháp của mình á, đang ép một cái gọi là một cuốn sách phép thuật. Đây, để tí nữa mình cầm theo hả. Còn đây là những cái cuốn sách phép, một tí nữa mình sẽ ép vô nè, có 5 cuốn. Đó, mình đã treo lên rồi. Và mình đã chuẩn bị sẵn táo vàng để hồi mình bị đánh nó ít bị mất máu hơn. Còn đây chính là cái cây lưỡi hái, mà không phải là lưỡi hái thằng chết đâu nha các bạn. Đây là lưỡi hái của rồng, nhưng mà có bộ xương đầu lâu thôi. Đây, đây là được làm từ xương rồng địa ngục đó các bạn. Đấy, rất là ghê. Các bạn có thể nhìn rõ là xương rồng lửa và rồng xương rồi rồng địa ngục. Đây, nó kết hợp lại. Và một cái đầu sọ của một cái tên zombie. Đấy. Ở đây thì những cái vật mình trang trí thôi. Bây giờ mình sẽ ép cuốn sách của mình. Trời bắt đầu mưa rồi. Mình sẽ ép cuốn sách phép thuật của mình để hồi mình sẽ triệu hồi ra những cái con quái thú cũng như là bộ giáp. Đấy, các bạn có thể thấy, bây giờ mình sẽ ép nha. Đấy, như vậy là xong. Cuốn sách phép của mình ngày hôm nay cực kỳ khác những cái cuốn lần trước. Tại vì cuốn ngày hôm nay nó được nâng cấp lên, là cấp 2, có con mắt luôn. Ở đây chúng ta có thể triệu hồi ra ngựa, sói, ôi, con quỷ lửa và bộ giáp. Mình sẽ triệu hồi ra chó sói đầu tiên. Đây, đây là con chó sói của mình. Đó, mình hãy cho nó đứng hoặc ngồi nè, nó để đi theo mình rất là trung thành nha các bạn. Rồi, được rồi, trong khi trời đang mưa thì mình sẽ đợi tạnh một xíu rồi mình sẽ đi. Đấy, thằng chết lên rất là nhiều. Ngày hôm nay mình phải chiến đấu một trận cực kỳ bá đạo luôn. Có vẻ như là trời mưa rất là lớn, không biết khi nào mới tạnh nữa. Úi, trời mưa đã tạnh luôn rồi các bạn. Cực kỳ hay. Như vậy là rất có lợi cho mình. Bây giờ mình sẽ đi đến cái khu vực kia và thách đấu với thằng chết. Và mình nghe nói là để từ từ mình ra đây mình nói luôn. Nhà vua đã bị bắt cóc rồi các bạn. Nhà vua chúa tể ở video lần trước các bạn xem đã bị bọn thằng chết bắt cóc đi xuống địa ngục rồi. Bây giờ mình cần phải lấy lại những cái cây lưỡi hái của rồng và mình xuống dưới kia giải cứu nhà vua. Được rồi. À đâu, mình sẽ một giáp lên. Mình sẽ tạo ra một con ngựa. Đấy, cưỡi ngựa và cầm thằng cái lưỡi hái của rồng. Đấy, rất là ngầu luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ lên đường đi tìm những cái con thằng chết đó để mà tiêu diệt. Wow, trước mặt mình đây là chính là lính ghét thằng chết đấy các bạn. Rất là nhiều nè, với khuôn mặt rất là ba bựa nhưng mình không nhìn ra luôn. Nó đánh chó sói của mình. Nó đánh con ngựa của mình các bạn ơi. Từ từ để mình chạy ra đây cái đã, để chó sói mình tiêu diệt đi. Nó đánh chết chó sói rồi kìa. Mình sẽ coi là cái gậy cây lưỡi hái của rồng là bao nhiêu. Tới 12 sức tấn công rồi. Trời ơi các bạn ơi, bộ giáp của mình sắp hư rồi. Kìa, các bạn coi kìa, nó đánh chỉ với mấy phát hay là sắp hư rồi. Rồi, ngựa mình bắt tiêu luôn. Mình sẽ chịu hồi ra chó sói và ngựa lại và một bộ giáp. Ok, được rồi, giờ chúng ta sẽ lên ngựa và tiêu diệt thôi. Mình sẽ cho ngựa mình đỡ một vài đam trước. Ui, công nhận nó đánh nhanh thật. Ý, giang ra một quả táo vàng đây.
Bây giờ mình sẽ ăn táo vàng, mình sẽ không dùng ngựa nữa, mình sẽ chỉ sử dụng chó sói để đánh với nó thôi. Ui các bạn xem nó đánh mạnh không, những con chỉ là lính gác thôi đó mà nó đánh mình nó bay xa cực kỳ luôn. Rồi nó đánh chó sói của mình kìa, cũng may mà có chó sói của mình giúp đỡ, không thôi là mình quy ti luôn đó các bạn. Ôi rồi xong, nó tiêu diệt. Mình đã tiêu diệt được nó luôn. Mình sẽ spawn ra chó sói lần hai đấy, và một con quỷ lửa. Quỷ lửa tấn công giùm mình các bạn. Ui trời, nó đánh mình bay qua bên cái hố này luôn. Mình có hai con lính đó là chó sói và quỷ lửa, nhưng mà ui quất giáp lên cái đó. Con này có vẻ mạnh nha, càng ngày đi vào thì những cái tên lính này càng mạnh các bạn ơi. Ok, nhang ra một quả táo vàng nữa nè, rồi để mình giết con cừu xem. Kiếm thịt, lấy thịt ăn đói bụng rồi, đi đánh lộn mà không có đồ ăn là đói lắm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong thôi nào. Ok, ở trước mình còn có rất là nhiều thằng chết các bạn ơi, nhưng mà đây là chỉ là những cái con thằng chết thuộc dạng lính thôi, những cái con chủ nó mới mạnh nha các bạn. Để họ mình sẽ đấu với nó, mình phải tiêu diệt hết những con này mới gặp lại được. Rồi mình sẽ đánh những cái con này. Ui nó đánh một phát con chó sói mình đi luôn. Có vẻ như chó sói mình hơi yếu. Quỷ lửa mình bắn xa ghê luôn các bạn ơi. Được rồi, mình sẽ ra đây. Có zombie nữa hả? Có zombie bắn súng luôn, nhưng mà với cái lưỡi hái của rồng này thì rất là mạnh, đánh zombie một phát là đi luôn. Nhưng mà đánh với những cái thằng này thì hơi bị khó nha. Có vẻ như nó đánh mình bay xuống nước luôn kìa. Ghê thật. Mình sẽ lợi dụng thời cơ nó dưới nước và mình sẽ bay xuống đập nó một phát nữa thôi. Yes, tiêu diệt thành công, không cần đến bộ giáp luôn. Quỷ lửa của mình nó thiêu rụi cái cánh rừng luôn rồi. Ôi mấy con quỷ lửa này ghê thật, biết vậy mình không spawn nó ra đâu. Từ từ mình sẽ spawn ra chó sói lần hai nè, và một bộ giáp. Để coi là nó thằng này mạnh bao lâu đây. 3-1 mới đánh lại các bạn ơi. Các bạn thấy không, nếu mà mình không ăn táo vàng mà không có đệ tử đi theo là coi như là mình xong đời mình luôn á. Ôi nó mạnh ghê luôn nè, một phát nữa nè. Đấy biết ngay mà, rồi đi thôi. Ui cái gì kìa, thì ra đây chính là những cái tên thằng chết đã bắt cóc nhà vua và đem theo những cái lưỡi hái của rồng về xứ của nó hả? Được rồi, đây là tên gì đây, thằng chết máy móc. Wow, các bạn có thể thấy được cái lưỡi hái thằng chết bằng máy móc của nó kìa. Ôi các bạn thấy kinh chưa, khá là ghê luôn nha. Từ từ mình sẽ ăn, mình đã có táo vàng rồi, mình sẽ spawn ngựa và một con chó sói và một con quỷ lửa để mình chạy vòng vòng. Bây giờ mình sẽ thách đấu với nó nè. Đấy, quỷ lửa đâu bắn đi. Ôi nó đánh chó sói cháy lửa luôn các bạn ơi. Rồi mình sẽ vừa cưỡi ngựa và mình sẽ đánh với nó để sợ để coi. Ui nó đánh mình cháy lửa luôn kìa. Từ từ để mình bút giáp lên nào. Để xem mày mạnh bao lâu đây, để coi là đam nó được bao nhiêu mà nó đánh ghê thật các bạn. Tuy là không có bật lùi nhưng mà nó đánh mình bị cháy, cũng may là có bộ giáp với táo vàng đó, không thôi là mình xác định luôn. Đây là một cái trận chiến khá là đặc biệt nha. Mình sẽ sử dụng ngựa bay lên nè, đá nó nè. Những cái con quỷ lửa của nhà vua thì nó chỉ tượng trưng thôi các bạn ơi, nó chỉ nhìn mình đánh thôi. Ăn táo vàng vào cái đã, không nhận thằng này mạnh thật, đúng là thằng chết máy móc mà các bạn. Mình sẽ cố gắng tiêu diệt nó để cố gắng chiếm đoạt được cái cây lưỡi hái của rồng và bằng máy móc. Tại đó là rồng máy móc. Văng ra hai cây lưỡi hái gì đây, để xem nào. Đâu để mình vào đây coi, một cây là máy móc nè các bạn. Một cây là máy móc và một cây là của rồng gì đây, rồng vàng. Lưỡi hái thằng chết máy móc mạnh lắm á các bạn ơi. Nãy giờ các bạn thấy không, mình đánh với nó là rất là lâu luôn nó mới chết. Mình sẽ spawn ra chó quỷ lửa và chó sói. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cái lưỡi hái thằng chết máy móc này và lên tiêu diệt cái con thằng chết ở trên đây. Đó chính là thằng chết Slam. Với cái lưỡi hái bóng đêm, rồng bóng đêm. Đấy, tiêu diệt thôi. Nó dám đánh chó sói của mình kìa.
để mình coi là nó đánh mình có bị bật lùi không. Có vẻ như trận chiến ở trên cao khá là khó khăn. Mình sẽ lấy lưỡi hai máy móc vào đấu với nó. Nó rớt xuống rồi kìa. Được rồi. Trời, trong lúc mình đang bay mà nó vẫn đánh mình được. Hay thật, đúng là thằng chết slam mà. Bóng đêm nè, đây là một tượng trưng cho bóng đêm đó các bạn. Mình phải cố giành lại những cái lưỡi hái của rồng để mà mình có thể đi gặp được chú tải. Không thôi là những cái tên này nó sẽ phá hủy trái đất mất các bạn ơi. Rồi, mình sẽ dụ nó xuống nước thôi, mình ở dưới nước mình sẽ bắt lại. Ở nước thì không spawn chó sói ra được. Mình sẽ leo lên bờ. Và một con quỷ lửa. Quất giáp lên. Ok, tiếp chiến tiếp thôi. Một trận chiến ở dưới nước khá là khốc lệ luôn các bạn. Đâu này, để coi. Ôi, nó bị ngập nước nhưng mà nó vẫn chưa chết nữa các bạn. Được rồi, mình sẽ dồn nó vào đường cùng nè. Để xem thằng này, cái tên này không có mạnh hơn tên kia đâu, mình thấy là vậy. Tại vì mình không bị cháy lửa. Có bộ giáp của mình mạnh thật, không có bị mất máu luôn. À, vẫn bị cháy lửa nha các bạn, tại vì mình ở dưới nước á. Được rồi, mình sẽ solo kill với nó. Đây, mình sẽ lấy lưỡi hái của rồng vàng ra chém nó nè. Một cái lưỡi hái rồng vàng thì cực kỳ nhanh rồi, tốc độ đánh rất là nhanh. Và sẽ không có cho thằng chết slam này tiếp cận nữa. Yes, cuối cùng mình cũng đã tiêu diệt được thằng chết slam. Và đã sở hữu cho mình được một cái lưỡi hái, đó chính là lưỡi hái của rồng bạch kim. Wow, các bạn thấy không? Các bạn thấy ghê chưa? Đó, bây giờ mình sẽ lấy những cái lưỡi hái này mình đi săn thú rồi cho các bạn xem nè. Đó, chó sói mình có thể hồi sinh lại được thì mình sẽ không sao hết. Đây, mình sẽ spawn chó sói và ngựa đi. Ok, đi thôi. Giờ mình sẽ kiếm một cái con thú nào đó để mà mình săn thử ha. Cuối cùng mình cũng đã kiếm được lưỡi hái của rồng rồi. Xíu nữa mình sẽ xuống địa ngục để mà cứu giúp nhà vua. Đây là những con cừu. Một phát là chết ngay. Đấy, các bạn thấy ghê không? Lưỡi hái của rồng bạch kim đó. Còn đây là lưỡi hái của rồng máy móc nè. Đấy, với hai cái lưỡi hái này thì các bạn có thể tiêu diệt được cả thế giới. Và mình đang sở hữu hiện tại là có tất cả là 4 cái lưỡi hái của rồng. Đây là lưỡi hái của rồng rồng kết hợp, lúc nãy mình đã nói rồi. Đây là lưỡi hái của rồng máy móc. Và rồng vàng, rồng bạch kim. Đấy, các bạn thích lưỡi hái của rồng nào thì các bạn có thể comment bên dưới để cho mình biết nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ quay về cái chỗ kia để mà đi xuống địa ngục thôi. Đi lên ngựa thôi, đi. Với con ngựa tàng hình này của mình chạy rất là nhanh, mình sẽ không sợ chạy thua thằng nào hết á. Đấy, giờ mình phải leo lên trên kia và phóng xuống cái hố dưới đó các bạn. Để coi là ngựa của mình có bơi dưới nước được không. Ôi, ngựa mình không bơi dưới nước rồi các bạn ơi. À, bây giờ mình sẽ qua bên đây. Ở đây hình như có cái bậc thang nè, lần trước chú Tể có nói. Đây, đúng rồi. Ồ, không có bậc thang luôn. Vậy là mình sẽ leo lên bằng len. Len đặt dưới nước vẫn không sao nha các bạn. Đó, các bạn thấy len này là len cực kỳ hiếm luôn. Rồi giờ mình sẽ spawn con ngựa mới lại. Rồi mình sẽ leo lên cho nó nhanh. Ấy, thôi lại là bị nữa rồi. Giờ mình phải leo lên lại một lần nữa. Đấy, những cái lưỡi hái này cực kỳ đẹp luôn. Ôi, bây giờ mình không thể nào mình lên được, chỉ có cách là nhảy lên thôi. Đây, mình sẽ nhảy lên cho các bạn xem nè. Đây thì cần một cục đất nữa. Ôi, đặt nhầm, sorry các bạn nha. Đấy, giờ mình lên rồi nè. Spawn con ngựa lên cho nó nhanh. Ôi trời, mưa luôn các bạn ơi, báo hiệu cho mình là sắp đến tận thế rồi đó. Ok, và nếu như các bạn thích video này thì đừng quên với lại cho mình một like. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh của mình. Và nhấp vào cái chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi cứu chú Tải đây bằng cái đường hầm này nè các bạn. Rồi, được rồi, mình sẽ đi thôi.